Số 5 nào? Chữ này chúng ta sẽ đọc là mỹ ạ. Mỹ ạ. Rồi, mỹ này lúc trước mình đã học ở đâu nhỉ? Có phải trong từ không sau đâu không? Ừ, mình đã học ở bài số 2 ha. Mỹ quán gì? Đúng không? Rồi, chữ mỹ này nó sẽ mang ý nghĩa là không. Chữ dụ này nó sẽ mang ý nghĩa là có. Vậy mỹ ạ nó sẽ mang ý nghĩa là không có, được chưa? Rồi, chữ mỹ nó sẽ bao gồm bộ thủy là nước, tiếp theo nó sẽ là bộ kỷ. Bộ kỷ này nó sẽ mang ý nghĩa là cái kỷ trà, cái bàn trà của mình ha. Và cuối cùng ở dưới sẽ là bộ hữu. Bộ hữu này nó sẽ mang ý nghĩa là lặp lại. Vậy thì các bạn thấy nè, trà là một cái văn hóa của người Trung Quốc và họ luôn luôn dùng trà trong cuộc sống của họ, sáng trưa chiều tối đều uống trà, và khi mà có khách quý đến nhà họ cũng uống trà. Vậy thì mình sẽ giải thích từ này như thế nào ta? Trong cái bàn trà thì lúc nào cũng có nước, tức là không lúc nào không có nước, đúng không? Đó thì mình sẽ có chữ mỹ đây ha. Tiếp theo mình sẽ có chữ dụ. Dụ này Hán Việt của nó là hữu. Chữ hữu này các bạn thấy cách đọc của nó giống y chang với chữ dụ trong chữ thuận vô, đúng không? Tại vì chữ dụ trong chữ thuận vô nó cũng là chữ hữu, Hán Việt của nó cũng là hữu, nhưng hữu đó gọi là hữu nghị, là bằng hữu. Còn chữ hữu này nó sẽ mang ý nghĩa là có, đúng không? Mình đã có những câu là gì ta? Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, đúng không? Vậy hữu là có và vô là không, được chưa? Vậy thì các bạn thấy nè, cái hệ thống đồng âm trong tiếng Trung khá là nhiều, nên khi các bạn học sẽ gặp phải một vấn đề, đó là không biết từ đó đọc như vậy nhưng mà nghĩa của nó là từ nào. Vậy thì cách duy nhất các bạn có thể làm đó là các bạn dựa vào Hán tự để phân biệt được nghĩa của từ mà thôi ha. Và chữ dụ này nó sẽ gồm bộ gì đây? Đương nhiên nó là bộ nguyệt. Bộ nguyệt này nó sẽ mang ý nghĩa là mặt trăng, đúng không? Vậy thì các bạn thấy này, chỗ này nó sẽ có một nét, hai nét. Hai nét này giao với nhau sẽ tượng trưng cho ngày và đêm. Ngày và đêm giao với nhau sẽ có mặt trăng xuất hiện, được chưa? Rồi, dụ. Tiếp theo mình sẽ có cụm gì nào? Tôi không có anh trai. Ủa, không có là gì? Mấy rồi. Anh trai nào? Cứ cỡ. Rồi, nguyên câu nào? Ủa mấy rồi, cứ cỡ. Bạn có giáo viên Hán ngữ không? Các bạn có thể nhớ lại giúp mình một xíu. Lúc trước các bạn đã học chữ có là dụ, không có là mỹ dụ. Vậy có hay không thì mình sẽ dùng là dụ, mỹ dụ, đúng không? Vậy thì mình sẽ ghép nguyên câu này nào. Ní dụ mỹ dụ khăn ý lão sư. Ní dụ mỹ dụ khăn ý lão sư.